Rồi, đây là tới là khu ngôi mộ của dòng họ con cháu của Nam Hoàng Thục. Chúng ta vào thăm nhé. Rồi, cùng Hoàng Thục đi lại ngôi mộ của gọi là người con của Nam Hoàng Thục nhé, tức là Hợp Tế. Đây là mẹ của con này, À, đây là đây là vợ ông này. Hợp Tý ha, Vợ tức là con của Ma Thuật Ma Thuột. à. Đây quý vị và các bạn, Hợp Tý người con của Ma Thuật à. Hợp Tý kiêng năm 875 và mất năm 1975, đúng 100 tuổi à. Buôn Cô Xia, buôn Ma Thuột, Đắk Lắk à. Bà sống 100 tuổi ha à, nói Đây là là theo cái giấy sổ hộ khẩu của Pháp làm đấy. à, đây là mộ bà đã dời về đây là lần này là lần thứ mấy rồi ạ? Đây là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai. Còn cụ là lần này là lần thứ ba. Đây là chồng của Không, cái này là lần thứ nhất, cái này là lần thứ à, giờ hai. lần thứ thứ nhất, đây là giờ lần thứ hai đúng không? Đây là Ông cụ vợ Y Blue à, chồng của bà tí, chồng của Tý con rể của ông Mật Thuật. à. Bên này hơi đây là con rể, gọi là con rể của Ma Thuật à, Y Blue ở đất à, sinh năm 1872, mất năm 1963 à, cũng Buôn Cô Xia, hiện nay là phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột à. Rất đẹp các bạn à, không phải dễ. Đây là Hợp Bút Cần Nôn, Hợp Bút Cần Nôn sinh năm 1910, mất năm 1994 à, cũng là người con nuôi à, của bà Hợp Tý à, Nia, tức là bà Hợp Tý Nia đã nuôi là ba người con đúng không anh? Đúng rồi. À, ba người con và đến người em là Cà Ra Cà Nun à, sinh năm 1930 và mất năm 1978. Đây là mẹ anh đúng không? Đây là mẹ. Bà Cà Ra Nun tức là mẹ của anh Xuân. Ma Xuân bây giờ à, và mẹ của chị Hà Rúi. Hờ Rúi ha à. Đó, đây là những cái người con của bà Tý và ông Y Bliu à, nuôi à, sau này và đẻ ra các anh chị bây giờ à, hay quá à, ông Thúc rất là cảm động và thấy anh dòng tộc đã làm được những cái mồ mả như vậy cho ông bà à, rất là rõ ràng à, rất là chu đáo, và đây cũng là một cái gì đó à, tự hào cho đồng bào của mình à, cho con cháu của Ma Thục à. Chào anh Ma Xuân, anh có thể nói sơ qua là cái trí nhớ của anh về gọi là bà ngoại à, Hợp Tý, người đã là à, nuôi mẹ anh và mẹ anh sinh ra anh, và có thể chia sẻ những cái thông tin về bà ngoại. Đây là bà ngoại của tôi, còn kia là bà ông ngoại. Mà bà ngoại của tôi là người nuôi, có công nuôi đứng nâng là mẹ tôi với dì tôi là hồi còn nhỏ. Bây giờ là gia đình chị em chúng tôi để chuyển cái mộ bà về tập trung lại một chỗ. À, tới đây là nghĩa trang gì? Đây là nghĩa trang ở Buôn Cô Xưa. À, Buôn Cô Xưa. À, phía sau nghĩa trang liệt sĩ đúng không? Vâng, À.
Thế là anh có nhớ những cái mỗi chuyện lúc nhỏ, hoặc là anh có cái niệm gì với cụ không ạ? Vâng, kỷ niệm với cụ là thời còn nhỏ, đôi lúc là mình cũng không có nhớ hết được, bởi vì trong lúc là trước khi bà mất là tôi là cái người trực tiếp, thường thường là bà mới quan tâm hay ăn uống rồi ngủ với bà, cho nên có rất là nhiều cái bà kể trong cái cuộc sống của bà. Bà có kể về ông A Ma Thục, tức là ông già của bà không? Vâng, thì theo bà kể thì bà nói là ông Ma Thuật là cha của bà, tức là ông cố của tôi. Tức là ông cố, cho nên là bà thì có hai anh em, tức là em của bà là Y Thuật, còn bà là em Y Thuật. Vâng. Thế là hai người con. Vâng, ông có hai người con, có chỗ thì nhớ, có chỗ thì không có nhớ được. Nhưng mà theo anh thì cái kỷ niệm mà cái tình cảm bà cháu mà anh nhớ nhất là cái gì? Hồi xưa tôi nhớ nhất là bà rất là quan tâm tôi. Từ cái chỗ ăn, ngủ, rồi là bà còn kể cái chuyện xưa, chuyện cũ. Chuyện xưa như thế nào ạ? Thế là cái cuộc sống của bà, rồi là gia đình, rồi dòng họ, là từ cái lớp người trước, rồi là để theo cái dòng họ của mình. Thế bà là họ Nia? Vâng, bà ngoại là họ Nia. Vâng. Thế còn ông chồng bà là họ Đất? Họ Đất. Y và Liêu Hòa Đất. Y Liêu Hòa Đất. Và nghe đâu là cũng là dòng họ con cháu của anh thuộc đúng không? Vâng, đây là tức là hồi xưa là theo cái phong tục á, là không cho lấy người khác, bởi vì là cháu của ông là phải lấy con của ông, rồi là cứ thế lần lượt xong theo cái phong tục là không có gả cho ai, cho nên là theo cái người đồng bào là như thế. Theo cái lịch sử cũng như theo tìm hiểu thì anh cũng như hai người chị đúng không? Tức là ba người anh em mà của mẹ Xuân sinh ra, tức là từ cái mẹ Xuân thì trở đi thì lấy chồng khác họ Đất đúng không? Vì sao như vậy? Vì trước kia là như vậy, nhưng mà đến bây giờ là dù lấy họ khác thì vẫn được, chứ không phải là em khi xưa. Cho nên nhất là trong cái thời gian mới đây là họ Nia hay là họ Lô hay là họ Eban thì đều lấy được, nhưng trước đây thì là không có thể được. Thế là cái từ bắt đầu từ cái mẹ của anh là bắt đầu lấy họ khác. Lấy họ khác. Được đúng không? Tức là không còn có nói cái kiểu như giữ của nữa. Đúng rồi. Với đồng thời là bà là con nuôi đúng không? Đúng rồi. Là cha của Ma Xuân, tức là kêu ông Ma Thuộc bằng loại là ông nọ, bằng đàn ông á, tức là chồng của bà Hờ Kra này. Hờ Kra là con nuôi của Hờ Tí. Đấy. Và đây là một cái dãy mộ gả cái gia đình này. Em từ Hờ Tí, chồng Hờ Tí là ông Liêu, rồi các con nuôi. Mình thấy như thế này thì quá là đẹp và rất là chu đáo.